Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Và trước màn hình ống kính đây thì là một khung cảnh rất là quen thuộc. Tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK Eyebrow. Và chuyên gia laser của chúng tôi thì đang chuẩn bị thực hiện một ca laser mày cho một chị khách hàng từ xa. Như mọi người có thể thấy thì cái tình trạng lông mày này của chị này, đó, chuyên gia vừa chia sẻ, đó là tình trạng cái gốc mực này đã full xăm từ khoảng 5 năm trước. Như chúng ta có thể thấy thì với cái tình trạng lông mày hiện tại thì nó đã có cái dấu hiệu trổ xanh rồi. Đó, và cái gốc mực khá là sâu. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia thực hiện cái quá trình laser mày chị nhất là và trước khi được laser thì chị khách hàng của chúng tôi đã được ủ tê trong vòng 30 phút rồi. Và ở tại DK thì tất cả các dịch vụ đều được ủ tê ở ngoài da, chứ không hề có cái phương pháp mà tiêm tê trực tiếp vào cơ thể chúng ta, nên là các chị em cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Anh như tôi có thể thấy thì cái vùng da của chúng ta ngày hôm nay thì khá là mỏng, cho nên là trong cái quá trình thì nó sẽ hơi chăm chút một chút xíu. Đó, nhưng mà ngoài ra thì chúng ta có thể thấy thì cái quá trình laser rất là nhanh. Và hiện giờ thì chuyên gia của chúng tôi đã sắp thực hiện xong một bên rồi. Đó, và trong suốt quá trình thì laser chỉ tác động hút mực trên bề mặt da thôi, chứ không hề có cái dấu hiệu là bị bong chóc, chảy máu hay là bị rụng lông. Đó, như mọi người có thể thấy đấy. Và theo như tôi vừa tìm hiểu thì chị khách hàng của chúng tôi thì vì là ở khá là xa cho nên là chị chỉ có một tuần để có thể xử lý cặp lông mày này thôi. Chị Giang ơi, thì không biết là với cái tình trạng của chị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay thì laser tầm mấy lần thì là sẽ có thể làm được mấy hả chị? Chị có thể hút 2 lần. Với những trường hợp khách ở xa thì DK sẽ luôn luôn, chuyên gia của chúng tôi sẽ luôn luôn có những cái biện pháp để có thể xử lý được phù hợp nhất nhé mọi người nhé. Vâng, và rất là nhanh thôi, và bây giờ cái quá trình laser của chúng tôi thì đã xong rồi. Chị ơi, trong quá trình laser thì chị thấy thế nào ạ? Cũng bình thường anh. Vâng, chị có bị đau hay khó chịu gì không ạ? Hơi chăm chăm chích một tí. Vâng ạ, dạ. Theo như em được biết thì sau khi mà laser xong này, chị đã đăng ký làm lông mày mới tại DK rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và chắc hẳn là mọi người cũng đang rất là chờ đón cái sản phẩm lông mày cuối cùng của chị. Và cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay nhé. Vâng, và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang áp dụng chương trình giảm 40% cho tất cả các dịch vụ laser như là laser mày này, laser môi, laser mí và laser nhũ hoa. Những cái chị em nào có cái tình trạng lông mày của chúng ta bị hỏng lỗi hay là chúng ta muốn thay dáng mới thì các chị em hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK. Để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.